Tổng thống Joe Biden, ông ta đã sử dụng cái bài phát biểu nhân dịp lễ ngày lao động hôm qua của ông tại Philadelphia để mà phát động các cuộc tấn công nhắm vào cựu Tổng thống Donald Trump. Đây là một người đối thủ có khả năng xảy ra của ông Biden trong cuộc bầu cử vào năm 2024. Phát biểu trước chi nhánh của Sheet Metal Workers Local 19, thì ông Joe Biden đã công kích cái thành tích của ông Trump về những cái vấn đề như là việc làm, lương hưu và cơ sở hạ tầng khi xưa trong cái chính quyền của ông Trump. Ông Biden nói rằng ông Trump là một cái kẻ chết tiệt và không làm được một cái điều gì cho ra hồn trong cái thời gian mà ông Trump cầm quyền. Và thưa quý vị, cái lời nói của Tổng thống Joe Biden thì có thể nói đây là một cái lời nói cũng rất là thô tục, không đáng tư cách của một người Tổng thống. Trong khi đó, Đảng Dân Chủ khi xưa thì họ đã công kích, họ nói ông Trump rằng là một người không có tư cách để mà trở thành một người Tổng thống Hoa Kỳ, thưa quý vị. Và cái chiến dịch tranh cử Tổng thống vào năm 2024 của ông Trump đã đáp trả vào hôm qua thứ Hai trước các cuộc tấn công của ông Joe Biden trong cái bài phát biểu nhân dịp lễ ngày lao động. Trong đó, ông chỉ trích thành tích của người tiền nhiệm và cơ sở hạ tầng liên quan đến những vấn đề công ăn việc làm. Phát ngôn viên chiến dịch tranh cử của ông Trump là ông Stephen Chung cho biết trong một cái email gửi tới cho Newsmax TV rằng ông Joe Biden đã gian dối là cái kẻ hủy hoại việc làm của người Mỹ và ông là tiếp tục thúc đẩy lạm phát bằng những cái khoản chi tiêu to lớn liều lĩnh của chính phủ. Điều duy nhất mà ông Biden xây dựng được đó là nhét thêm tiền tham nhũng vào các tài khoản ngân hàng của gia đình tội phạm Biden bằng cách bán nước cho kẻ thù nước ngoài để mà thu lợi tài chính cho riêng họ. Ông Biden và con trai là Hunter Biden đã làm tay sai cho quốc gia nào mà trả giá cao nhất. Điều này đã đặt ra một cái mối đe dọa cho nền an ninh quốc gia của nước Mỹ. Ngược lại thì Tổng thống Trump đã thông qua cái mức giảm thuế kỷ lục cho tầng lớp trung lưu, tăng gấp đôi cái tín dụng thuế cho trẻ em và cắt giảm rất nhiều quy định, giết chết việc làm hơn bất cứ một cái chính quyền nào từ trước cho đến nay. Và cái tiền lương thực tế đã tăng, thu nhập của gia đình trung bình đạt được mức cao nhất trong lịch sử, trong cái khi tỷ lệ nghèo đói đã đạt được cái mức mà thấp kỷ lục. Tổng thống Trump đã tạo ra cái sự hồi phục kinh tế bùng nổ và tỷ lệ thất nghiệp thấp kỷ lục đối với những người Mỹ đen, những người gốc Spanish, Tây Ban Nha, người Mỹ gốc Á và những người phụ nữ. Ông Joe Biden cũng đã đề cập đến số lượng việc làm đã được tạo ra trong thời gian ông nắm quyền, mặc dù ông không đề cập rằng trước đại dịch COVID-19 thì cái tỷ lệ thất nghiệp đã xuống một cái mức thấp nhất trong vòng 50 năm dưới thời lãnh đạo của ông Trump. Và cũng rất nhiều công việc bị mất là kết quả của cái sự đóng cửa của chính phủ Joe Biden trong cái thời kỳ đại dịch. Ngoài ra thì hầu hết việc làm được tạo ra đều đến khi mà cái lệnh phong tỏa này được gỡ bỏ và hàng triệu người đã quay trở lại để mà làm việc. Và thưa quý vị, ông Biden là một kẻ nói láo chuyên nghiệp vì đây là những lời nói mà hoàn toàn không có thực tế và đã có những cái bằng chứng để mà chứng minh ngược lại, thưa quý vị.